Tối thì đi ngủ có được, nhức tê. Chú đút cho cô ăn hả? À, tự để đây của nó, cái tay cũng múc của anh. Cô cố lên, không có sao đâu, từ từ bác sĩ điều trị cho tốt mà, nha. Dạ. Cố gắng ăn uống nhiều vô. Xin chào cả nhà. Thì sớm giờ anh em con đã hỗ trợ xong một hoàn cảnh. Giờ trời cũng đã sụp tối rồi. Thì của ngày 25 tháng 3 2022. Bây giờ tối anh em con cũng đi nhiều chuyện cái. Học tính nhiều chuyện của sư phụ thử coi có được hỗ trợ cho hoàn cảnh này như thế nào hay không. Đó, có hữu duyên tới tất cả quý mạnh thường quân hay không? Yeah. Ở đây là một vùng gian của quận 12. Thì cũng đã liên hệ trước rồi nha, để coi con vô con tìm hiểu với cái gia đình này như thế nào nha cả nhà. Rồi bây giờ con tới cái ở đường Thành Xuân 14 của phường Thành Xuân quận 12. Để vô con coi cái tình trạng của người nhà như thế nào nhé. Chú ơi. Dạ. Rồi con chào chú. Con xin được giới thiệu, con là ngoại hận tài xế của hội thiện nguyện BDS của chú Tấm Sang ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc trưa thì có một bác sĩ nào gọi. Bác sĩ Hải ở bệnh viện 1/5. Bác sĩ Hải. Bác sĩ Hải ở bệnh viện 1/5 á. Dạ. Thì có liên hệ với bên con. Rồi thì chú có thể ngồi trao đổi với con tí không? Rồi. Thưa quý vị khán giả, thì hiện tại thì con có mặt ở phường Thành Xuân à. Phường Thành Xuân của quận 12. Thì chú ở nhà này hai vợ chồng hả? Có mấy đứa con nữa. Chú mấy em? Ba đứa con, thằng trai lớn, hai đứa con gái. Con gái có chồng nó cũng không có ấy, nó cũng về đây. Yeah. Rồi không có chỗ ở, nó chặt quá thì cũng không có chỗ nằm. Rồi cắt bên đây, đỡ bên đây cho bà qua, anh đây bà nằm. Dạ. Yeah. Thầy có gọi tới, chú đồng ý chia sẻ video lên cộng đồng mạng ha chú ha? Nó cũng được chứ giờ đối đế rồi hết khả năng chạy chữa cho bà rồi, lên cộng đồng mạng có ai ủng hộ được chứ ủng hộ được trả chữa cho bà. Dạ thì chú có thể chú giới thiệu chú tên gì và bao nhiêu tuổi không chú ạ? Tôi Trương Minh Không, năm nay là 56 tuổi. Dạ. Chú Thông hả? Không có gì. Chú Không hả? Dạ. 56 tuổi. Rồi cái tình hình sức khỏe của cô sao vậy chú? Tại vì bà làm mà bà có đợt dịch bà không có. Bà rút cái bảo hiểm xã hội một lần đó. Dạ. Cái bà không đóng bảo hiểm y tế lại. Cái giờ đi ra khám, đi ra ngoài 1/5 thì khám ra áp xe cột sống. Áp xe cột sống. Cái bác sĩ xin về chứ không có tiền mổ nữa, xin về bác sĩ lên về không được, giờ phải chạy chữa chứ thôi về không được. Cái giờ con là thôi giờ. Tại vì ra xét nghiệm với chụp hình này nọ hết. Chú cứ chia sẻ đi. Rồi cái không tiền cái rồi con ra giờ không lẽ má dậy bỏ rồi nó la để thôi con đóng vô trước 10 triệu đi rồi mổ đi rồi xong cái mổ xong chuyển lên cái chưa đóng rồi 25 triệu rồi 35 không có tiền đóng 20 triệu à rồi thôi cái xin về. Dạ. Chứ giờ không tiền đóng là nằm không có bảo hiểm đóng thuốc là mình mua rồi cái
nằm giường thì 500 ngàn phòng giường nữa, không có tiền thôi xin bác sĩ về. Rồi cô nằm bệnh viện bao lâu vậy chú? Ra nằm chắc được chưa được tuần lễ, ra buổi thứ hai thứ ba mổ tới thứ bảy gì à. Chứ không tiền nằm quá chịu không nổi, tiền thuốc tiền men đưa không có bảo hiểm thì toàn là ra ngoài mua không à. Đưa bác sĩ đưa to ra ngoài mua, mình cũng ra mua thấy khả năng hết hết chịu nổi rồi thôi xin bác sĩ về. Xin bác sĩ về không có hướng nào khác hả chú? Hả? Chú không có hướng nào khác để điều trị cho cô hả? Không có hướng nào, giờ về đây thì có bác sĩ ở ngoài một cái năm đó vô thì ổng cũng qua thuốc men ông ấy thì ngày 300 ngàn với thuốc men rồi ổng rửa gái rửa vết thương ngày thêm 150 gì thương nữa. Thì mình cứ về cứ đây dán điều đình nó vậy thì cho nó đỡ thôi, chứ giờ nằm ở quả hay không à. Tiền giường không 500 ngàn rồi. Rồi tiền thuốc, đường men, ngày có phải cả triệu chứ mấy ngày á. Triệu chứ mấy ngày, rồi về đây rồi có thuốc gì uống, rồi có cái hướng nào nó đỡ hơn không? Tại vì cái ép xe đó là cái con biết là nó cũng rất là nặng đó. À bây giờ có bác sĩ Hải đó ở một cái năm đó. Dạ. Ông vô ông cũng lo cho bà xã, mà nhưng giờ ông thấy hơi trở chứng nặng đó. Ông lên cộng đồng mạng kêu giúp đỡ giùm. Dạ. Rồi chú có nguyện vọng gì không? Giờ có nguyện vọng thì giờ có ủng hộ giúp đỡ giùm chữa bệnh cho bà hết bệnh thôi, chứ giờ có nguyện vọng gì đâu. Dạ. Giờ có bà con cô bác nhà hậu tâm ủng hộ giùm. Dạ. Chữa bệnh cho bà hết bệnh giờ tại bà mổ hai bên lẫn với cái cột sống nữa, một ba chỗ. Mà cột sống thì nó cũng đỡ, còn hai bên hông giờ nó bác sĩ Hải bây giờ nó chảy nước chảy nôi nhiều quá sợ nó nhiễm trùng máu. Bác sĩ Hải mới lên kêu lên mấy anh qua để ấy lên mạng để kêu ủng hộ giùm. Tại vì con là bên hội thiện nguyện BDS, con cũng trình bày với chú như thế này, thì tụi con hiện tại cái kinh phí thì cũng không có, cũng còn hạn hẹp, thì tụi con trước mắt là tụi con chỉ có cái hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn mà đưa đi không may về tỉnh đó, đó chỉ có xe cứu thương. Rồi ở đây địa phương mình chú có giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn gì không chú? Không, không có xác nhận. Không có giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn gì ở địa phương không? Là chú ở đây hồi xưa giờ luôn hả? Về đây tại quê quán thì nhỏ giờ lớn ở đây, mà nó lúc trước ở là nó quận Hóc Môn. Yeah. Giờ nó chia ra làm hai, lúc trước ở phường Thanh Lộc. Yeah. Mới chuyển qua được cũng 20 năm bên đây rồi. Yeah. Chuyển qua Thịnh Xuân, gốc gác ở đây nào giờ luôn. Kinh tế hàng ngày của chú là chú đi làm gì? Chú, bây giờ bị thằng Kinh Tọ cũng đâu có làm gì. Ở nhà không à, tôi chăn luôn mấy con gà, chứ có bán chút đỉnh rồi thôi chứ đâu có làm nữa. Tại bệnh thằng Kinh Tọ đó. Rồi mấy đứa em nó ở chung đây hay là có gia đình riêng hết rồi chú? Có một đứa giờ nó ở thằng trai lớn thì ở Bình Dương á, nó làm mà nó không có về. Dạ. Còn có nhỏ gái có chồng thì nó chồng là Bình Thuận nó cũng về đây nó ở luôn. Dạ. Còn nhỏ Út ở đây luôn. Dạ. Còn thằng trai thì ví dụ lâu lâu có gì thì nó chạy về ở Bình Dương làm mà ảnh. Dạ. Không, cái này con hỏi thăm để con chia sẻ tới tất cả quý mạnh thường quân. Để nhiều khi không biết, nói con vô con điều tra lý lịch gì. Cái đó cũng thông cảm cho con. Rồi, không sao đâu. Dạ. Mình chấp nhận, không tiền mà nó chấp nhận lên ấy thì để có tiền cứu chữa thôi chứ ai muốn, ai muốn lên vậy đâu. Dạ, thì thật sự thì nói chung á thì cái hoàn cảnh khó khăn thì nó không có giống cái hoàn cảnh nào hết á. Hữu duyên tới với lại quý mạnh thường quân hay không thôi. Rồi cái sức khỏe của cô hiện tại giờ cô vẫn ổn hả chú hả? Còn biết hả? Cũng vẫn ổn, cũng biết. Gái hả? Gái Út đi làm gì? Rồi anh chào em. Anh bên hội thiện nguyện BDS hồi chưa có bác sĩ Hải á, có liên hệ với anh, rồi anh cũng có điện thoại anh hỏi thăm chú đây thì chú cũng đồng ý rồi để chia sẻ cái hoàn cảnh gia đình của mình đó lên cái diễn đàn cộng đồng mạng, ví dụ như coi có
thầy thuốc nào hay là có hữu duyên với lại cái mạnh thường quân nào giúp mẹ mình hay không, thì anh tới đây anh xin phép anh được chia sẻ. Tại anh cũng có hỏi chú rồi, chú cũng đồng ý rồi anh mới tới được. Giờ mà anh nó khó khăn quá phải chia sẻ lên mạng rồi, có mạnh thường quân nào ủng hộ mình được nhiêu hay nhiêu để đi chữa trị cho bả, chứ giờ hết vô phương rồi, hết cấm cớ rồi. Dạ, biết đâu phước chủ mấy thầy, ví dụ như không có tiền nhưng mà lại có thuốc rồi sao? Dạ. Rồi, để vô hỏi thăm cô coi sao ha. Rồi. Rồi, tôi cứ vô đắp cái màn này cho tôi. Rồi, đắp rồi. Cô khỏe không? Cô đào lên nhất con chưa? Cô đào nhất con hả? Nhất tay cái chỗ mổ, cái lưng gì nó đỡ, tay cái chân có tay chứ nhất. Nãy giờ con nói chuyện cô cũng nghe hết rồi đúng không? Dạ. Mổ thì giống như hồi trưa thì bác sĩ cũng có gọi cho con á. Dạ. Mổ hai bên. Giúp mổ hai bên luôn. Dạ. Cô giữ gìn sức khỏe đi. Không sao không? Đau lắm bác sĩ ơi. Đau lắm hả? Tối ngủ không có được. Tối ngủ không được luôn. Nhất á. Rồi con có uống thuốc gì không? Có bác sĩ Hải. Em thuốc chưa có uống. Dạ. Rồi chị bác Hải chìm nước. Chìm nước. Rồi chai nước rồi chìm bao lâu? Rồi hết cái này. Bác sĩ Hải có để hà gian của lạnh mà lấy trước một tiếng đồng hồ. Tại vì bác sĩ Hải lắm, bác sĩ Hải đó bây giờ con đi hãy chữa không được rồi, mũ máu nó ra quá trời mà còn không đau nữa. Thật ra bây giờ á để em có cái hội từ thiện á, rồi em lấy cho chị, chứ bây giờ em bó tay mà mũ máu nó ra quá trời, thay băng thay đồ mà nó chảy tùm lum, em sợ chị bị nhiễm trùng máu nữa. Thôi để em nhờ cái này đưa cho chị đi ra bệnh viện chứ em chữa biết không lúc hả chị chết chứ không có sống nổi đâu. Cái em mới nói là bây giờ là bệnh viện mà đóng tiền, không có nói là bên đây người ta hỗ trợ là chắc không có đóng tiền đâu. Tối nguyên đêm ngủ không có được, nhức tê. Tối nhức lắm hả? Nhức. Cô ăn uống gì được không? Ăn thì được mà không dám ăn mặn, tại vì cô có cao huyết áp. Ăn cơm chẳng với canh ăn không. Rồi chú đút cho cô ăn hả? Có, tự cô lấy lên đây, cô lấy cái tay cô múc của anh lót cái khăn ngang. Có bữa thì có con gái á, nhỏ mà ba chồng á, nó con nó ngủ á, thì ra nó đút. Yeah. Mà con nó khó lắm, cô tự cô múc của anh. Cô cố lên, không có sao đâu, từ từ bác sĩ điều trị cho tốt mà nha. Yeah. Cố gắng ăn uống nhiều vô. Chú chăm sóc cho cô. Dạ. Nhiều má tiện ăn uống tôi lo, không thuốc mang lo không. Dạ. Con nó rảnh giờ nào nó, tại nó có con nhỏ. Nó rảnh giờ nào con nó ngủ ra nó phụ chút bệnh còn ấy tôi lo chứ. Dạ. Nếu làm sao không lo được. Dạ. Vợ chồng mà giờ ví dụ có ấy cũng mà vợ chồng thôi, mình chăm sóc cho bà chứ. Thì có nhiều khi có giận dữ thì nhiều cái thì nửa đêm bà còn và không có đáng mà bỗng la lên, mình cũng phải bực mình rồi mình cũng dám kiềm chế lại. Dạ chứ không cảm gì nữa mà đó, chứ đừng nói cô buồn. Giờ con xin phép chú ha. Dạ, con dạ. Về lại. Dạ. 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 Con đi cô ơi. Dạ. Chú nha. Dạ thì qua cái video thì từ đầu tới cuối tất cả cô chú anh chị và các bạn cũng như quý vị khán giả đã thấy cái hoàn cảnh của chú Không cũng như cô Nga thì như thế nào rồi. Thì với cái nguyện vọng của chú được điều trị cho cô, thì nguyện vọng của cô chỉ mong là hết bệnh. Thì cái bệnh tật thì cũng như Hân đã chia sẻ, không có ai mong muốn điều đó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà giờ có tiền nhiều
mà bệnh anh trở nặng, bao nhiêu chi phí, bao nhiêu tiền thì mới cho đủ. Thì qua cái video chia sẻ vừa rồi, team có nhận xét gì không em? Thì thật sự là em thấy cô nằm đó đau lắm. Nằm chở mình không được, mình đây mình chở nằm một chỗ mình thấy cũng còn khó chịu, đừng nói cô mà mổ hai bên như vậy thì nó rất là khó chịu. Mà mong muốn của cô cũng nói chung là cũng đúng thôi, ai cũng vậy, ai cũng muốn mình khỏe mạnh để lo giúp phụ giúp gia đình được phần nào hay phần đó. Với trong thời đại này nữa, mà dịch mới qua thì kinh tế của mọi người thì cũng rất là eo hẹp, mà dướng cô dướng vô một cái căn bệnh mình nói không biết là đón trước như thế nào. Thì mong sao, em chỉ mong sao cô phước chủ mai thầy sẽ được hữu duyên hay là một kỳ tích lạ đó với cô, để cho cô mau khỏe lại thì thôi. Em cũng cả nhà có thấy cái vết mổ của cô hai bên dưới đường xương sống thật sự khủng khiếp lắm, nó sâu tới mức độ mà nhìn thấy mà phải hết hồn luôn á, đặt cái ngón tay có thể lọt vào một cái ngọt luôn á. Thì cô chỉ mong như vậy thôi. Thì trước tiên thì thay mặt cho gia đình thì cũng cầu cho tất cả thật nhiều sức khỏe. Nếu như những thầy cô, những cái hoàn cảnh nào, những cái mạnh thường quân nào mà có thuốc hoặc là có cái khoản kinh phí điều trị cho cô thì mong là chung tay cùng Hội Thiện Nguyện BDS. Thì cũng qua cái thời gian khá là lâu rồi thì Hội Thiện Nguyện BDS cũng không có kêu gọi lại, nhưng mà sau thời gian này thì chính thức đã kêu gọi lại để chung tay với Hội Thiện Nguyện BDS cùng hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Thì mọi chi tiết thông tin đều ở dưới cái đường link phía dưới, tất cả bấm vô cái tiêu đề sẽ hiển thị lên cái thông tin bên Hội Thiện Nguyện BDS. Thì Hận sẽ chúc tất cả tôi cô chú anh chị cũng như quý mạnh thường quân chỉ cầu cho mọi người thật nhiều sức khỏe và luôn đồng hành cùng Hội Thiện Nguyện BDS trên con đường thiện nguyện sắp tới để hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh không may. Thì nhớ cả nhà đăng ký kênh cũng như chia sẻ những cái video clip của anh em, đó là động lực của anh em để hỗ trợ bà con, như là kênh YouTube Tám Sang Nhiều Chuyện, kênh Hội Thiện Nguyện BDS và kênh Tám Sang Review, và kênh thứ tư của hậu phương của sư phụ là Thấy Cuộc Sống Đời Thương. Dạ thì thưa quý vị khán giả, bốn kênh YouTube vừa rồi là động lực của tất cả anh em Hội Thiện Nguyện BDS cùng đồng hành với sư phụ để hỗ trợ cho bà con. Một lần nữa Hận xin chúc tất cả thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Bye bye. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong video tiếp theo nha.